còn cái thứ ba là tại sao trong việc học Phật sống đời sống cư sĩ Phật tử ăn chay niệm Phật đọc kinh nghe pháp lại có tâm lý chứng tỏ khẳng định mình cao hơn phần đông người khác có một suy nghĩ quan niệm trong đầu nói lên rằng ta trong sạch hơn người khác ta nhiều phước hơn người khác ta biết ta khác biệt hơn với người khác bà sư làm sao để diệt trừ quan niệm này làm sao để khống chế nó đầu tiên là mình phải nhìn nhận rằng cái nhìn của mình ấy, nó có vấn đề thứ nhất là cái việc ăn chay quý vị nghĩ cái chuyện ăn chay mà quý vị cao cấp hơn người khác thì nó rất là mắc cười bởi vì đức phật của mình đức thích ca đức phật thích ca mâu ni của mình không có ăn chay Ngài Xá Lợi Phất không có ăn chay. Ngài Mục Kiền Liên không có ăn chay. Ngài Ananda không có ăn chay. Ngài Ca Diếp không có ăn chay. Các đại đệ tử của Đức Thế Tôn không có ăn chay. Mình mắc cái giống gì mà mình nghĩ mình ăn chay là mình cao cấp hơn. Ừ. À, rồi. Um, niệm Phật. mình đã hiểu đúng về cái việc niệm Phật hay chưa? À, quý vị có thể Search ở trên YouTube ha cái bài giảng của sư niệm Phật theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy à, mình sẽ dùng cái từ chính xác là tùy niệm Phật tức là thường xuyên nghĩ nhớ đến ân đức của thế tôn nhờ như vậy đó mình mới có cái pháp hỷ nhé mình mới có cái pháp hỷ à, và mình mới tăng trưởng được cái niềm tin nơi đức thế tôn còn cái kiểu mà mình cứ réo gọi tên của ngài hoặc là mình cứ réo gọi một cái hồng danh của ngài đó thì uh, nó chưa có chính xác nha? ngay cả cái chuyện mà mình hiểu mình đã hiểu đúng hay chưa Mà mình lại đi mình tự hào về mấy cái thứ đó có chắc là mình hiểu đúng về niệm phật hay không? Có chắc là mình đã thực hành đúng về niệm phật hay không? Ừ? Rồi cho đến cái chuyện là đọc kinh, mình đọc kinh gì? Mình đã hiểu đúng bài kinh đó hay chưa? Mình đã hiểu hết bài kinh đó hay chưa? Bởi vì đó, nếu như quý vị mà chịu khó đọc, quý vị sẽ thấy là ở dưới cuối mỗi bài kinh đều có một số lượng không nhỏ chúng sanh chứng đắc đạo quả. Xin thưa, nếu như mà mình đọc kinh đó, mà mình hiểu đúng đó, bất kỳ một bài kinh nào của Đức Thế Tôn thuyết ra chính xác của Đức Thế Tôn thuyết ra mà mình đọc đúng mình hiểu đúng đó, là mình chứng đắc đạo, mình đã chứng đắc đạo quả rồi mà mình còn lẹt đẹt ở đây mình còn là phàm thì mắc cái giống gì mình tự hào mình tự mãn mình tự kiêu mình tự đại hả? Rồi mình có chắc là mình biết là cái bài kinh nào của Đức Thế Tôn Thuyết Mà cái bài kinh nào là đã được gia cố nêm nếm gia vị thêm bớt cắt đầu này thêm đầu kia Chế biến Mình có chắc là mình biết hay chưa Rồi đọc kinh ấy Mình đọc được cái bài kinh nào rồi Và mình đọc là mình có hiểu hay không Rồi nghe Pháp mình nghe những bài pháp gì mình nghe pháp là mình nghe giáo lý những cái lời dạy của đức phật hay là mình nghe một cái vị pháp sư nào đó ngồi kể chuyện chuyện đời rồi uh, hoặc là mình ngồi mình nghe một vị pháp sư nào đó ca hát hoặc là mình ngồi, mình à, nghe, chứ đơn giản là vị Pháp Sư đó đẹp trai, à, dễ nhìn, hoặc là có cái giọng nói hay. Mình nghe Pháp với cái tâm trạng gì? Nhớ dùm, à, trong Tương Ưng Bộ Kinh, có một vị, à không, trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói có ba kiểu người nghe Pháp. Thứ nhất là kiểu người nghe pháp với trí tuệ lộn ngược. Cái thứ hai đó là người nghe pháp với trí tuệ bắp vế. Cái thứ ba đó là người nghe pháp với trí tuệ rộng lớn. Người nghe pháp với trí tuệ lộn ngược có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ nghe xong rồi họ đứng dậy quên sạch. Họ nghe, họ nghe ngay, ngay khi họ nghe, ngay trong khi họ nghe là nghe từ lỗ tai bên này nó đi qua lỗ tai bên kia. Không nhớ không biết gì hết. Cái thứ hai, khi nghe thì còn nhớ, đứng dậy là quên. Đi ra khỏi chỗ đó rồi là người ta hỏi hôm nay quý vị nghe giảng cái gì, ú ớ trả lời không được. Đó là trí tuệ bắp vế. Trí tuệ rộng lớn nghĩa là sao? Nghe, hiểu, đứng lên, không có quên và nỗ lực thực hành. Mình nghe Pháp với cái thái độ nào mà mình nghĩ là mình cao. Ừ? Mình nghĩ là mình cao rồi cho đến cái chuyện mà mình giữ giới, ừ? à, cứ cho là mình giữ giới hoàn toàn trong sạch mà không có bất kỳ một cái cấu bẩn nào, một cái lỗi lầm nào, thì nhớ về một chuyện trong chú giải của Trung Bộ Kinh có nói rằng, cái giới cấm thủ á là khi mà anh giữ một cái anh giữ giới đó mà anh tự hào anh ngạo mạng là anh thấy rằng anh hay đó đó là giấy cấm thủ mình có vướng vào giấy cấm thủ hay không rồi mình học đạo mình nghe pháp mình có vướng vào một cái lỗi nghiêm trọng đó là khen mình chê người hay không à đó đó là cái mà quý vị đang đang gặp đấy là khen mình chơi người là thấy mình hay thấy người ta dở bản thân cái việc khen mình chơi người đó là một cái lỗi nghiêm trọng tại sao sư nói nghiêm trọng bởi vì một người mà mắc cái lỗi này đó họ dừng lại ở đó một là họ thụt lùi hai là họ dừng lại ở đó họ không thể tiến thêm được thêm một bước nào nữa trong cái giáo pháp này đó là cái lỗi khen mình chơi người thì um, ngay khi thấy mình khen mình chơi người đó là mình đã thấy mình sai rồi Để, những cái mà mình nói nãy giờ mình nói đó mình tự hào đó phân tích ra có đúng có đúng thật là mình cái đó là tự hào đồ thiệt không tại vì nếu như mà tự hào một cái đồ thiệt á anh phải tự hào cái này tôi có thất thánh tài tôi có thất thánh sản tức là gì tính Thí, giới, văn, tạm, úy, trí. Xin thưa sư nói cái này, nhiều người họ còn không biết sư đang nói cái gì. Thấy chưa? Thì mình đã có thất thánh sản hay chưa? À, trong à, Tăng chi Bộ Kinh Thì cái người mà có được thất thánh sản này đó tức là bảy cái tài sản của bậc thánh đó, thì họ mới đáng để mà họ tự hào còn khi mình chưa có được mấy cái này đó thì mấy cái tự hào của mình là mấy cái tự hào vớ vẩn cứ tỉnh cứ tỉnh giùm mình cứ tỉnh giùm ha lấy cái đó tán vào mặt mình cho mình tỉnh ra tỉnh ra ba ba cái linh tinh nó không đáng để mà tự hào đâu nha giống như một cái đứa đứa bé à, nó được mấy cái xe đồ mã gì đó xe đồ mã rồi con ngựa đồ mã rồi mấy cái nhà đồ mã à, tức là đồ giấy đó. rồi nó nó tự hào là nó có mấy cái thứ đó trong khi đó chỉ có con nít nó mới tự hào mấy thứ đó thôi còn cái người trưởng thành chừng nào họ có xe thật à, có xe thật có nhà thật á lúc đó hẳn tính còn mình mới có mấy thứ đó chưa có cái gì đáng để tự hào đâu. Đó là những cái mà sư nói để quý vị có thể diệt trừ được cái sự ngã mạn, cái sự ngào mạn à, về những cái mà mình nghĩ là mình hay, nha.